Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái và một chàng trai đang khoác tay nhau, đi với nhau rất là hạnh phúc này. Hãy cùng bắt tay là tô với mình nhé. Trước khi cô gái cầm trên tay này thì mình sẽ tô màu vàng. Áo của cô gái này thì mình tô màu đỏ nha. Màu chủ đề là mình tô màu xanh. Bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Tiếp theo là này mình tô màu đỏ nha. Mái tóc này mình cũng sẽ tô màu đen.
vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô gái và một chàng trai đang cầm tay nhau rất là đẹp đôi. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.